một các bạn trình bày á, thì coi như là các bạn sẽ nắm được một cách tốt hơn nữa ha. Thì các bạn thấy là khi nói tới giá trị, đúng không ạ? Khi nói tới giá trị thì chúng ta sẽ hiểu ở một cái góc độ là gọi là giá trị thì thường là mình sẽ hình dung là quy về tiền, đúng không? Nó giá trị của cái này có giá trị hay là không có giá trị, là mình nghĩ về về mặt vật chất nó nhiều hơn. Như vậy thì rất có thể là có nhiều bạn trong lớp khi nghe trình bày về cái chương giá trị thương hiệu của nhóm trình bày này thì lại chỉ thấy có một phần nhỏ nhỏ thôi, đó là cái phần định giá cho cái giá trị thương hiệu về mặt tài chính. Thì tại sao lại lạ lùng như vậy ạ? Đúng không? Và khi nói tới giá trị thương hiệu thì mình nghĩ là cũng như là trước đây khi cô giảng thì cô hay nói là thương hiệu này ấy là được định giá là bao nhiêu tiền, mặc dù là cái tài sản cố định của nó là không bao nhiêu, còn thương hiệu kia được định giá là bao nhiêu tiền, vân vân. Vậy thì tại sao nó lại có cái nội dung về giá trị thương hiệu, nó thể hiện ra các cái khía cạnh. Ví dụ như là nhóm đã trình bày ha, ví dụ như là lòng trung thành của thương hiệu chẳng hạn, rồi là mức độ nhận biết của khách hàng nè, rồi chất lượng cảm nhận nè, sự liên tưởng nè, rồi các cái yếu tố khác nữa, vân vân, đúng không? Cho nên là các bạn có thể hình dung như thế này, khi nói đến giá trị thương hiệu thì cái mục đích cuối cùng trong việc chúng ta tạo ra cái giá trị thương hiệu á, thì nó cũng gọi là cái mục đích sâu xa của nó đó, thì cũng là nó để đem tiền về cho mình. Ví dụ mình không bán nó đi chẳng hạn, thì cái giá trị thương hiệu đó nó cũng sẽ có tác động đến cái việc là khách hàng sẽ mua hàng của mình nhiều hơn, đúng không? Người ta sẽ trung thành với mình nhiều hơn. Rồi ví dụ nè, tại sao một công ty lớn đã có mặt trên thị trường, hay nói nôm na là đã có thương hiệu rồi, người ta bán một cái sản phẩm với một cái mức giá cao ngất ngưỡng, đúng không? Ví dụ cụ thể luôn ha, các bạn mua một cái túi Chanel hoặc là cái túi Louis Vuitton chẳng hạn, các bạn thấy giá nó rất là mắc. Bởi vì sao? Bởi vì là da thật nè, bởi vì là người ta làm thủ công nè, tức là những từng cái chi tiết đó đều làm thủ công hết á. Rồi gì nữa, do những cái tay, cái người thợ lành nghề người ta làm ra nè, vân vân. Cho nên là chiếc túi đó là chiếc túi độc nhất vô nhị, tại vì các bạn biết là handmade mà làm thủ công mà, cho nên là không có chiếc nào giống chiếc nào hết trơn á. Tuy là mình có thể hai chiếc nhìn nó tương tự như nhau nhưng mà nó không thể gọi là rập khuôn y chang nhau được, ví dụ vậy. Cho nên là nó mắc như vậy chưa chắc, đúng không? Tại vì cái chiếc túi đó khi người ta dập cái hiệu Chanel ở trên đó hay là LV ở trên đó, người ta bán với một mức giá là giả sử như là 100 triệu đồng ha. Nhưng mà có một cái người nọ, họ cũng là một cái người thợ rất là lành nghề, đúng không các bạn? Rồi họ cũng sử dụng ngay cái chất da liệu đó, rồi người ta cũng làm thủ công như vậy ra một cái chiếc túi như vậy, mà bán 100 triệu không ai mua hết trơn á. Cái đó cũng là độc nhất luôn á, nhưng mà nó không có thương hiệu ở trên đó. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái giá trị của thương hiệu này nè, nó có thể thể hiện ở dưới nhiều các cái hình thức khác nhau, đúng không các bạn? Lòng trung thành của khách hàng nè, khách hàng yêu thích hơn nè, dễ mở rộng thị trường hơn nè, dễ phát triển kinh doanh hơn nè, có thể bán với một mức giá cao hơn nè. Rồi mình làm cái gì các bạn? Mình khai thác được các cái giá trị trực tiếp từ cái thương hiệu đó mang lại. Ví dụ như là mình cho mượn, mình cho mướn, mình đi cho nhượng quyền, hoặc là thậm chí mình bán nó đi luôn thì cũng được nữa. Đó là cái khía, tức là cái giá trị thương hiệu thì cuối cùng cái mục tiêu của nó cũng là gì các bạn? Bác tiền về cho mình đó, đúng không? Tức cái khía cạnh là về mặt kinh tế đó, về mặt tài chính đó, là chúng ta sẽ quy ra bằng tiền. Như vậy thì phải có cái cách tính, đúng không? Làm thế nào để xác định được giá trị của một cái thương hiệu, và làm thế nào để xác định được giá trị của một thương hiệu ở dưới góc độ là tài chính đó, để mà kinh doanh, để mua buôn bán, để mà định giá, vân vân. Thì lúc nãy nhóm 2 cũng đã có trình bày 5 cái phương pháp đó rồi, đúng không các bạn? Và cô cũng sẽ gửi cho các bạn cái tài liệu đó, tức là một cái đoạn đọc thêm thôi, nhưng mà có thể là các bạn chưa có theo dõi được hay chưa rõ hay gì đó, thì cô sẽ up cái đoạn đó lên, một cái tài liệu đọc thêm đó cho các bạn
để mà chúng ta có thể là đánh giá ở cái mặt là làm thế nào để mà chúng ta đo lường được, tính toán được giá trị của một cái thương hiệu nó là bao nhiêu tiền. Tuy nhiên là nó rất là phức tạp, và ở các cái mô hình khác nhau, người ta tiếp cận ở những góc độ khác nhau thì người ta sẽ cho ra những kết quả khác nhau. Vậy thì ở trong thực tế làm thế nào để chúng ta biết được cái, bây giờ các bạn có tiền các bạn đi mua cái thương hiệu, hoặc là giờ các bạn có thương hiệu rồi các bạn đi bán, đúng không? Vậy thì bán bao nhiêu bây giờ, mình định giá như thế nào bây giờ? Thì cái vấn đề định giá đó nó là một cái nhìn, đúng không ạ? Một cái nhìn, một cái góc độ, một cái quan điểm và cái khả năng khai thác được cái thương hiệu đó từ các cái chủ thể khác nhau. Ví dụ như là bây giờ cô có một cái thương hiệu ha, và cô tính toán hoặc là cô nghĩ rằng là từ lúc cô xây dựng nó cho tới thời điểm ngày hôm nay nó đem lại những cái lợi nhuận như thế này như thế kia, và cái khả năng phát triển của nó ở hiện tại là đối với cái nhìn nhận của cô là cô sẽ bán nó là 1 tỷ đồng, đúng không? Nhưng mà một bạn nào đó ở trong lớp bạn có thể trả cho cô là 5 tỷ đồng. Nó chênh lệch, nó gấp 5 lần lận. Vì sao? Vì bạn đã có thể là các bạn có một cái nền tảng kinh doanh trước rồi. Các bạn có nguyên một cái hệ thống gì đó rồi. Hoặc là các bạn có thể nhìn thấy được cái tiềm năng vật để ứng dụng được hoặc là khai thác được cái thương hiệu của cô khi các bạn mua về một cách rất là hiệu quả và rất tạo ra rất nhiều cái lợi nhuận cho các bạn. Vậy thì các bạn có thể là định giá và mua ở cái nhìn của các bạn. Trong tương lai nó sẽ tạo ra được nhiều tiền, và bây giờ các bạn định giá là các bạn mua nó là 5 tỷ chẳng hạn. Như vậy thì nói về cái giá trị của thương hiệu thì các bạn sẽ thấy là có những cái thương để giải thích cho chúng ta biết được là tại sao ở trong cái nền kinh tế ở Việt Nam của chúng ta cũng vậy, ở trên thế giới cũng vậy, đã có những cái vụ mà mua bán thương hiệu mà mình thấy nó, mình không hiểu vì sao lại định giá nó được như vậy, đúng không? Thậm chí là bán trao tay, tức là cô bán 1 tỷ, xong bạn lớp trưởng mua lại 5 tỷ, bạn lớp trưởng bán lại 10 tỷ. Ủa trời, định giá gì kỳ vậy? Đúng không các bạn? Đó là giải thích vì sao lại có những cái cách định giá nó có thể chênh lệch cái giá trị khác nhau. Bởi vì ngoài cái phương pháp định giá về mặt tài chính kia thì nó còn có cái nhìn và cái đánh giá riêng của các bạn nữa. Ví dụ như là một cái căn nhà thôi, nhưng mà hai người có thể trả giá khác nhau, đúng không? Bởi vì là cái người kia kìa, họ trả giá cao bởi vì cái ngôi nhà này nè gần cái nơi họ làm việc, gần cái trường mà con họ học, hay là thuận tiện gì đó, hay là hợp phong thủy gì đó với họ, họ muốn với giá rất là cao. Nhưng mà ngược lại, đúng không? Ví dụ như là cô chẳng hạn, đối với cô cái ngôi nhà nó rất là xa cái nơi làm việc của cô, cũng không thuận tiện trong quá trình đi lại, vân vân vân, cho nên là cô trả giá thấp thôi. Đó thì thương hiệu cũng vậy. Cho nên là các bạn thấy là khi mà chúng ta định giá thương hiệu ở mặt tài chính á, thì nó chỉ là một cái cơ sở nền tảng, và những cái nhà kinh doanh thì người ta cũng sẽ sử dụng nhiều cái phương pháp khác, rồi sử dụng cái tầm nhìn, cái mục đích của mình khi mình sử dụng cái thương hiệu đó ở trong thực tế như thế nào để mà mình định giá nữa. Thì nói cái điều này ra thì khi các bạn đọc vào cái bài tập tình huống phở 24 đó thì các bạn sẽ hiểu lý do vì sao mà cái thương vụ của phở 24 nó lại gọi là nó rắc rối như vậy, và nó gây ra quá nhiều các cái tranh cãi như vậy, đúng không ạ? Chắc là các bạn đã đọc cái thương vụ phở 24 rồi, có đúng không ạ? Hay các bạn thấy là có những trường hợp mua bán thương hiệu nó rất là buồn cười ha, và cũng như là những cái giá trị thương hiệu á, nó tăng và nó giảm rất là nhanh chóng, nó phụ thuộc vào cái môi trường kinh doanh và cái cơ hội kinh doanh. Cô lấy ví dụ như là nói về cái giá trị thương hiệu đó thì đã có một cái thương vụ mà nó rất là ngộ nghĩnh, đó là người ta chỉ bán cái tên thôi các bạn, cái tên nhãn hiệu thôi ha, và cái tên nhãn hiệu đó là cái tên gì, cái tên nhãn hiệu đó là cái tên Pan Am, Pan Am mà cô vừa mới gõ lên trên cái ô
lát cho các bạn đó. Thì cái này nè, cái tên Pan Am này nè, nó chưa được gắn với một cái sản phẩm nào hết á, nhưng mà nó đã được đi đăng ký độc quyền rồi ha. Và cái người mà sở hữu cái thương hiệu này nè, họ rất là ngộ nghĩnh, họ không gắn thương hiệu này với bất cứ một cái sản phẩm nào, nhưng họ vẫn làm marketing cho nó, làm cho nhiều người biết tới nó, và họ đã bán được vài triệu đô ở Mỹ. Các bạn thấy nó lạ không ạ? Rồi ví dụ như là cái trường hợp mà cái thương vụ của Britannica, các bạn biết cái thương hiệu Britannica mà gọi là từ điển bách khoa các bạn, Britannica đó, thì bây giờ các bạn lên Google các bạn gõ Britannica đó, thì các bạn cũng sẽ thấy nó hoạt động tương tự giống như là cái wiki vậy đó, tức là bách khoa toàn thư á, nó sẽ trả lời những cái câu hỏi, những cái thắc mắc hoặc là những cái hiện tượng vân vân ở trong đó. Thì các bạn sẽ hình dung như thế này nè, ở Việt Nam của chúng ta đó, thì các bạn thấy là mình ít có mua những cái quyển nó về lắm, đúng không, gọi là bách khoa toàn thư á, bởi vì là cái người Việt Nam của mình nó thường nó là cũng lười đọc sách nữa, và lười tự khám phá kiến thức, và lười học nữa. Đây là một cái văn hóa nè các bạn. Các bạn thấy ở Việt Nam của mình á, thì là gì, cái văn hóa đó là gì ạ? Khi nhỏ các bạn đi học, cô dạy các bạn cái gì, người lớn dạy các bạn cái gì, trường học dạy các bạn cái gì, thì các bạn biết cái chừng đó thôi. Còn lại là nếu mà trường không dạy thì coi như không quan trọng. Có đúng không ạ? Cho nên là ví dụ như là những cái hiện tượng ở trong tự nhiên, hoặc là những cái điều mà về khoa học, đúng không? Bây giờ ví dụ như là hỏi các bạn là trong hệ mặt trời có bao nhiêu hành tinh, có bao nhiêu bạn biết không? Rồi ví dụ như là con nhím có thuộc loại động vật gặm nhấm hay không, có bao nhiêu bạn biết không, đúng không? Ủa, cái đó biết chị, cô đó liên quan gì đâu, đâu biết đó. Đó chính là cái văn hóa, tức là cái quan điểm, cái suy nghĩ của người Việt Nam của chúng ta là cái gì quan trọng thì người ta sẽ dạy cho mình, còn gì không quan trọng thì thôi, khỏi biết cũng được. Nhưng mà ở nước ngoài đó thì các bạn thấy là người ta có cái thói quen đọc sách. Thì các bạn, cái này cũng là cái hành vi của khách hàng, nên cô cũng nói luôn, đó là các bạn thấy là người ta rất là thích đọc sách, và trong cái thời gian rảnh á, người ta hay đọc. Ví dụ như là các bạn qua những cái bộ phim á, thì các bạn cũng thấy là ví dụ như là ngồi đợi xe buýt, hoặc là ngồi đợi máy bay, hoặc là thậm chí là ngồi trên xe, lúc nào trong giỏ cũng có một cái quyển sách gì đó, hoặc là trên đầu giường, hoặc là mỗi một cá nhân thường thường là cũng có một cái tủ sách nhỏ nhỏ ở trong phòng của mình. Sách đó không phải là sách học. Các bạn kiểm tra lại cái tủ sách ở nhà các bạn đó, thì có thể là thậm chí là tới thời điểm của cô này, cái tủ sách của cô rất là nhiều sách, trời ơi vô số luôn, nhưng mà toàn là sách chuyên môn không à. Thì vẫn là cái quan điểm là mình cần cái gì thì mình đọc cái đó, đọc càng nhiều càng tốt, tại vì cái đó là chuyên môn, cái đó là cần, đúng không? Nhưng mà ví dụ như có những cái tủ sách là những cái ví dụ như là những cái kỹ năng sống nè, hoặc là khám phá về một cái điều gì đó trong cuộc sống chẳng hạn, vân vân, thì thường là chúng ta ít có sử dụng lắm. Cho nên là các bạn biết là ở Mỹ á, bởi vì là cái hành vi và cái văn hóa của họ như vậy, họ rất là thích đọc sách, và họ muốn cho con của họ tự tìm hiểu những cái thứ đó. Ví dụ như là các bạn thấy ở Việt Nam của chúng ta, trong hiệu sách bây giờ cũng có những cái quyển, ví dụ như là bách khoa toàn thư mini, hoặc là bằng tranh ảnh, hoặc là 1000 câu hỏi vì sao, nó đại khái vậy đó ha. Thì cái hãng Britannica này là một cái công ty mà sản xuất bách khoa toàn thư gọi là lớn nhất ở tại Mỹ ha. Và cái vụ việc nó xảy ra như thế này, tức là cái sự thay đổi của công nghệ, thì các bạn biết là trước đó thì chúng ta sử dụng cái gì, sách, đúng không, sách bằng sách bản cứng, lật như vậy coi nè, thì các bạn cứ tưởng tượng một cái quyển bách khoa toàn thư, gọi là toàn thư mà nó to và nó dày và nó rất là bự. Và nếu mà như vậy thì nó sẽ như thế nào các bạn? Nó rất là đắt tiền nè, nó rất là chiếm chỗ nè, rất là nặng nè, rất là khó bảo quản nè, vân vân. Và đặc biệt là rất khó cập nhật, đúng không? Ví dụ các bạn mua cái phiên bản năm nay
năm sau nó phát hiện ra một cái vì sao mới hoặc là một cái hiện tượng gì đó mới thì nó lại ghi vào. Bây giờ các bạn muốn mua thì sao, không lẽ mua về quyển nữa, rất là bất tiện. Thì các bạn biết là cái công nghệ số nó phát triển đó, thì nó dẫn tới cái việc là cái gì cũng dưới dạng số cả. Thì bây giờ thay vì các bạn lập trên cái bảng cứng đó, thì Microsoft đi đến để đề nghị Britannica là cùng nhau hợp tác, bởi vì Britannica thì có một cơ sở dữ liệu rất là lớn về những cái kiến thức đó, còn Microsoft thì lại có một cái nền tảng rất là mạnh về công nghệ và phần mềm, đúng chưa? Vậy thì Microsoft muốn Britannica kết hợp và phối hợp cùng với mình để phát triển ra một cái quyển gọi là bách khoa toàn thư dạng số, và sử dụng cái thương hiệu Britannica rất là nổi tiếng này dưới dạng bách khoa toàn thư dạng số và kết hợp với Microsoft. Và các bạn biết là lúc Microsoft đi đến để đề nghị Britannica làm cái điều đó, thì lúc đó Britannica là một cái thương hiệu gọi là nổi tiếng và dẫn đầu ở cái thị trường của mình về cái bách khoa toàn thư này. Nói chung là mình là thuộc cái loại nổi tiếng rồi, đúng không? Cho nên là mình cũng hơi chảnh. Còn Microsoft thì lúc đó chưa nổi tiếng như bây giờ ha, tức là cũng bình thường thôi, một công ty phần mềm bình thường thôi. Nhưng mà các bạn thấy cái tầm nhìn của Microsoft rất là tốt đó, thấy không ha? Đó, thì các bạn thấy là bởi vì cái Microsoft người ta là một cái công ty nhỏ nhỏ bình thường thôi, cho nên Britannica nó làm cao và từ chối Microsoft xuất bản cái phiên bản dạng số này. Và Britannica nói rằng là bởi vì Britannica là một cái thương hiệu lớn và Microsoft thì không có cái móng tay móng chân gì hết á, cho nên bây giờ nếu như mà muốn hợp tác á, thì Microsoft có gọi là phải trả tiền, hoặc là trong cái thương vụ đó OS Microsoft gọi là ví dụ ăn chia chẳng hạn, thì là mình ăn 8 phần còn Microsoft ăn 2 phần, kiểu như vậy ha. Thì Microsoft không có đạt được cái thỏa thuận trong cái thương vụ với Britannica này, và Microsoft đã phát triển cái bộ gọi là từ điển dạng số Entaka của mình bằng cách là Microsoft đi hợp tác với một công ty cũng là bách khoa toàn thư nhưng mà nhỏ nhỏ thôi ha. Ví dụ như là bây giờ các bạn không hợp tác được với lại ông lớn Vinamilk, rồi các bạn tìm một cái công ty sữa nào đó nhỏ nhỏ không ai biết tới, nhưng mà các bạn hợp tác ở cái kiểu Microsoft là như vậy và phát triển ra cái từ điển bách khoa toàn thư dạng số có tên là Entaka. Thì các bạn biết là sau cái ngày ra đời 18 tháng sau, tức là 1.5 năm sau đó, thì Entaka trở thành cái bộ từ điển bách khoa toàn thư bán chạy nhất trên thế giới. Và lúc này thì Britannica mới cảm thấy chột dạ và cảm thấy là hình như là mình quyết định sai cái gì rồi. Và Britannica cũng đã thấy được cái gì các bạn? Thấy được cái sự chuyển đổi số, tức là mình phải đi theo cái chiều hướng đó. Giống như Nokia vậy đó, hồi nãy nhóm 2 có trình bày về Nokia đó, tức là nó chậm chân quá đi. Nó cứ cái kiểu cũ thì nó không có bắt kịp cái đà phát triển của công nghệ đó. Và cái quan điểm của Nokia nó cũng là gì? Ai đi đâu kệ, tôi cứ vậy thôi, bởi vì tôi trước giờ tôi sinh ra là tôi dẫn đầu và ai cũng thích tôi cả, mắc gì tôi phải theo mấy người. Cái kiểu như vậy đó các bạn. Cái này ở trong marketing các bạn có nhớ gọi là gì không ? Cái gọi là một cái thiển cận ở trong marketing đó là quá tự tin về sản phẩm của mình á, mà quên đi đối thủ cạnh tranh và quên đi những cái sự phát triển, những cái thay đổi ở trong công nghệ, ở trong môi trường hoặc là ở trong cái thị hiếu của người tiêu dùng đó. Thì các bạn thấy Britannica này khi nó nhận ra được cái điều này á, thì nó bắt đầu dỡ lại vụ án ngày xưa và nó muốn xem xét lại cái thương vụ với Microsoft. Thì lúc này Microsoft bảo rằng là Britannica hiện nay cái vốn nhãn hiệu á, tức là cái brand equity á, tức cái vốn nhãn hiệu của Britannica lúc này là âm rồi. Bởi vì trong vòng 18 tháng đó là người ta chuyển qua, người ta mua gì các bạn, từ điển bách khoa dạng số rồi. Và bởi vì người ta chuyển qua, người ta mua bán chạy nhất thế giới mà, cho nên doanh số và danh tiếng của Britannica bị gì các bạn, đang ở đây rớt cái bạch xuống như này. Cho nên là Microsoft thông báo rằng là Britannica là có vốn nhãn hiệu là âm rồi. Cho nên bây giờ nếu như mà muốn Microsoft sử dụng tên của Britannica vào sản phẩm của Microsoft thì Britannica phải trả tiền cho Microsoft.
Các bạn thấy gì ạ? Một năm rưỡi thôi, làm mọi chuyện nó gọi là thay 180 độ luôn đúng không? Một năm rưỡi trước thì anh phải đưa tiền cho tôi, một năm rưỡi sau thì sao? Coi như là phải đi năn nỉ luôn, và nó bắt mình phải đưa tiền cho nó. Nói về cái giá trị thương hiệu đó thì các bạn thấy là nó thay đổi rất là nhanh chóng. À, cho nên là nói về cái vấn đề này thì nó cũng sẽ liên quan tới gọi là cái quá trình làm thế nào để mà xây dựng cái giá trị thương hiệu, bảo tồn cái giá trị thương hiệu và phát triển cái giá trị thương hiệu đó lên là cực kỳ khó, đúng không các bạn? Mình vừa mới có đó xong rồi mất sạch luôn, không những mất sạch mà còn bị nợ nữa, bị âm nữa. À, cho nên là gọi là mua nhanh 3 vàng bán nhanh 3 đồng, nó cũng có thể là đúng ở trong cái trường hợp này, có đúng không các bạn? À, như vậy thì thông qua những cái ví dụ này nè, các bạn và cái câu chuyện mà cô kể cho các bạn nghe về thương hiệu kem đánh răng BS ở tại Việt Nam của chúng ta, Unilever định giá 5 triệu đô cũng vậy đúng không? Do Unilever thấy được, chị các bạn thấy được cái tiềm năng, cái khả năng mà mình có thể sử dụng cái thương hiệu này để gì các bạn, vào thị trường Việt Nam, và không những vào thị trường Việt Nam mà còn khống chế được cái thị trường ở Việt Nam, và không những ở kem đánh răng BS mà từ kem đánh răng BS này mình đẩy các cái thương hiệu của Unilever vào, và các bạn thấy bây giờ có phải là nó rất thành công rồi không? À, trên thị trường của chúng ta, hàng tiêu dùng các bạn thấy sao? Chỉ có Unilever và B&D nó dẫn đầu thị trường thôi, còn mấy cái hãng ở trong nước của mình ấy, hoặc là những cái hãng khác thì sao các bạn, gọi là lắc quát bò đằng sau thôi. Nó thấy được cái gì các bạn, cái khả năng mà thương hiệu này có thể mang lại cái lợi ích trong quá trình kinh doanh của nó, cho nó định giá như vậy. À, thì đó là vấn đề, và chúng ta nhìn cái thương hiệu dưới góc độ là tiền. À, nhưng mà làm thế nào để nó thành tiền, đúng không các bạn? Đó mới là điều quan trọng đó, không phải là tự nhiên nó thành tiền. À, nhưng cái gì thì nó tạo ra cái tiền đó, đó là lý do vì sao chúng ta phải tiếp cận ở cái góc độ là khoa học, dưới cái góc độ là marketing. À, vậy thì David Hill, ông này ổng thì gọi là bậc thầy về thương hiệu, thì các bạn thấy là những cái quyển sách mà nổi tiếng về thương hiệu thường là của cái tác giả này á, thì cái mô hình mà cái chúng ta học về cái giá trị thương hiệu này đó thì cũng từ cái mô hình của ông Ager này, thì ổng đưa vào cái mô hình này các cái yếu tố nó cấu thành nên giá trị thương hiệu, đúng không? Cái giá trị thương hiệu là một cái cục này nè, đúng không? Và cái cục này sẽ mang lại tiền. Nhưng làm thế nào để chúng ta có được cái cục này để nó mang lại tiền cho chúng ta? À, vậy thì cái cục này nè, nó sẽ bao gồm có những cái yếu tố như là mức độ nhận biết của khách hàng, như là sự trung thành của khách hàng, nó cũng sẽ góp phần vào đây một chút. Chất lượng cảm nhận của khách hàng, đúng không? Rồi cái sự liên tưởng của khách hàng, các cái yếu tố ví dụ như là bảo hộ độc quyền, rồi là các yếu tố về tài sản khác vân vân, bỏ hết vô trong này nó mới tạo ra được một cái cục này. À, vậy thì ở cái góc độ mà chúng ta là người làm marketing, chúng ta là người quản trị cái thương hiệu này đó, thì chúng ta đang là cái người làm thế nào để tạo ra được cái cục giá trị này, ha? Được cái cục giá trị này, và nhiệm vụ của mình là làm cái cục này càng ngày càng to 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 ra thế này. Thì nó càng to, các bạn có thể hình dung nôm na là nó càng to thì nó sẽ mang lại cho chúng ta càng nhiều giá trị về mặt kinh tế, về tiền đó. À, cho nên là ở góc độ về marketing, chúng ta phải tiếp cận ở gì các bạn, sự cấu thành nên giá trị của thương hiệu. À, đó là lý do vì sao học về giá trị thương hiệu mà sao thấy cái gì lòng trung thành, đối gì mức độ nhận biết, đó là như vậy đó các bạn. À, như vậy thì đối với cái mô hình này đó thì là nó sẽ gồm có từng đó các yếu tố rồi, nhóm đã trình bày rồi ha. Vậy thì để mà chúng ta gọi là làm tăng cái giá trị thương hiệu này lên thì mình phải làm sao? Mình tăng các cái yếu tố cấu thành này lên, đúng không? Bây giờ cái cục này là gồm có 5 yếu tố này, thì để cái cục này nó to lên đó, thì 5 cái yếu tố đó nó phải to lên,
gia tăng cái sự nhận biết của khách hàng lên, gia tăng cái sự trung thành của khách hàng lên, gia tăng cái sự cảm nhận của khách hàng về chất lượng, đúng không? Rồi là gia tăng cái sự liên tưởng của khách hàng lên, tức là tạo cái một cái thái độ ha, một cái cảm nhận tích cực này, hoặc là có thể hình thành qua những cái phong cách tiêu dùng, rồi là cái tính cách của thương hiệu, để mà thúc đẩy cái động cơ mua hàng cũng như là cái lòng trung thành của khách hàng đối với cái thương hiệu của mình lên. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta phải hiểu các yếu tố cấu thành nên giá trị thương hiệu. Lê hiểu rồi, là có chừng đó rồi đó, cô nói nãy giờ rồi, cô nhắc đi nhắc lại hoài, em mệt quá. Vậy thì chúng ta hãy tìm cách tăng nó lên bằng cách nào ở trong các cái yếu tố này. Thì ví dụ như sau này có bạn nào mà làm chuyên đề ha, về thương hiệu, hoặc là các bạn sau này ra đi làm về marketing mà bên mảng thương hiệu chẳng hạn đó, thì công việc của các bạn là như vậy đó, chứ không phải là công việc của các bạn là người quản trị thương hiệu hoặc là làm tăng giá trị thương hiệu lên là mình tìm cách mình ngồi mình tìm ra công thức tính thôi cho nó đúng, hay là mình ngồi mình tìm được công thức nào tính cho cái giá trị của mình nó cao hơn, nó cao nhất là được. Không phải, chúng ta phải dùng những cái kỹ thuật để tăng những cái yếu tố, mà những cái yếu tố này là các bạn này, nó vô hình lắm, đúng không? Nó cực kỳ vô hình luôn á, cho nên là những cái yếu tố mà gọi là liên quan tới cái sự cảm nhận hay liên quan tới cái hoạt động marketing mà tạo ra được định vị hay là tạo ra được cái giá trị thương hiệu, cảm nhận vân vân, nó cực kỳ khó và nó cực rất là khó đo lường luôn. Giờ hỏi các bạn chứ bây giờ đo được mức độ nhận biết của khách hàng không? Đo được chính xác không? Làm sao đo được? Có nhiều các cái khái niệm khác nhau. Ví dụ như là khảo sát xem thử là có bao nhiêu người nhận ra được, và người ta đánh giá là mức độ nhận biết trên cái thị trường này là bao nhiêu phần trăm trên cái số người, đúng không? Rồi là mức độ nhận biết của khách hàng nó lại có thể thể hiện qua các cái thí nghiệm khác, ví dụ như là thể hiện qua các cái mức độ nhận biết của khách hàng, ví dụ như là nó có thể thể hiện qua cái sự nhận biết. Hồi nãy thì nhóm cũng có đưa ra một cái mô hình đó, là 4 cấp độ đó. Thì các bạn thấy là 4 cái mô hình 4 cấp độ này á, thì có tác giả họ lại tiếp cận ở một cấp độ khác nữa. Đó là cái cấp độ đầu tiên là cấp độ nhận biết, tức là trả lời câu hỏi là khách hàng đã biết tới thương hiệu này chưa? Chưa biết. Hỏi là biết tới thương hiệu bánh mì cô Trâm không? Kêu không, đâu biết gì đâu. Vậy là chưa biết rồi, đúng không? Còn nếu như mà các bạn biết, nhưng mà biết ở cấp độ nào? Các bạn nhận biết thôi. Biết, đi ngang qua có thấy rồi, nhưng mà chẳng có ấn tượng gì hết. Vậy thì người ta sẽ lại, ở trong cái nhận biết này người ta lại phân ra các cái cấp độ khác nhau. Rồi là nhận biết xong á, thì nó lại lên một cái bậc đó là hồi ức. Hồi ức, tức là khi mà gọi là trong trường hợp hồi nãy các bạn nói là có gợi ý á, tức là cô hỏi các bạn là kể tên những cái loại dầu gội đầu mà các bạn biết. Vậy thì định hướng, cô định hướng cho các bạn, cô gửi cho các bạn là dầu gội đầu. Vậy thì các bạn mới bắt đầu nhớ, tức là các bạn hồi ức, các bạn recall lại, các bạn nhớ lại xem thử là các bạn biết tới cái loại dầu gội đầu nào. Thì khi mà các bạn recall nó lại đó, thì nó lại có một cái sự sắp xếp trong cái hồi ức này, đó là các bạn sẽ liệt kê. Các bạn sẽ liệt kê theo cái mức độ hiện hữu của cái thương hiệu đó trong đầu của mình, và người ta đánh giá rằng là cái nào mà ấn tượng nhất thì các bạn sẽ nhớ ra đầu tiên, đúng không? Ví dụ như bây giờ là kể tên cho cô các loại cà phê hòa tan trên thị trường, bây giờ cô muốn mua thử, không biết là mua loại nào, cô không biết. Như vậy thì gửi cho các bạn là cà phê hòa tan, và các bạn bắt đầu các bạn liệt kê ra, cô ơi mua cái này nè. Và các bạn bắt đầu liệt kê, thì cái sự liệt kê này, cái thương hiệu được trong cái hồi ức này thì là những cái thương hiệu mà các bạn sẽ liệt kê ra, nhưng trong cái hồi ức này sẽ có thương hiệu đầu tiên, gọi là cái thương hiệu đầu tiên mà các bạn nhớ tới. Nescafe cô, xong rồi ngồi hồi nữa mới Vina cà phê cũng được cái cô, rồi bắt đầu gợi từ từ thì mấy cái thằng từ từ đó nó sẽ được xếp phía sau, tức là
mặc dù các bạn hồi ức nó được, các bạn ráng hồi các bạn nhớ ra được, nhưng mà nó không phải là cái thương hiệu được được ưu tiên đầu tiên. Thì các bạn biết là cái thương hiệu đầu tiên được nhớ tới này nè, thì người ta thấy rằng là cái phần lớn những cái khách hàng á, họ sẽ mua những cái thương hiệu số 1, tức là cái thương hiệu mà được liệt kê ra đầu tiên á, bởi vì họ ấn tượng với cái đó nhất, và họ có những cái cảm xúc, những cái sự liên tưởng và có những cái cảm nhận mạnh mẽ nhất về nó, tức là định vị rõ ràng nhất ở trong tâm trí của họ đó, thì thường họ sẽ mua đầu tiên. Rồi cái mức độ nhận biết mà cao nhất á là thương hiệu nổi trội, hay nói khác đi là nhớ được có một cái một à. À, chỉ nhớ được có một cái à. Cô hỏi các bạn là bây giờ mua xe máy mua cái loại nào là đỡ tốn xăng nhất, mua nên mua loại nào cho đỡ tốn xăng, bạn nói Honda có cái một à? Ví dụ như vậy thì đó chính là hoặc là nói các bạn là bây giờ uống nước có ga thì uống cái gì ta, uống nước ngọt, uống gì, uống Coca-Cola, và nghĩ là được có cái à? Thì cái đó chính là cái sự nổi bật. Hoặc là hỏi các bạn là máy tính nó thì xài gọi là con chip nào đó, thì các bạn nói Intel, nhớ được có cái, tức là nghĩ được đúng có cái, thì đó chính là cái thương hiệu nổi trội duy nhất được nhớ tới. Thì để mà chúng ta có thể trở thành một cái thương hiệu nổi trội thì lúc này cái giá trị thương hiệu của chúng ta nó rất là lớn rồi, và đó là một cái quá trình chúng ta xây dựng và tạo dựng nó. Và khi mà chúng ta có được cái sự nổi trội của thương hiệu này rồi đó, thì nó sẽ là một cái vũ khí rất là lớn để mà chúng ta có thể kinh doanh, và đặc biệt là một cái vũ khí gọi là cạnh tranh vô hình, có rất là hiệu quả luôn á ha. Bởi vì mình nhớ tới con cá thì rõ ràng là mình mua cái đó thôi, chứ không có thể nào mà mình mua cái khác được. Do đó là khi mà chúng ta đã biết được các cái yếu tố cấu thành nên cái giá trị thương hiệu rồi đó, thì việc của người làm marketing, việc của người làm thương hiệu là xác định các cái giải pháp thuộc các yếu tố để mà tăng cái yếu tố đó lên. Làm thế nào để tăng cường sự trung thành của khách hàng lên, phục vụ khách hàng tốt hơn thông qua dịch vụ, là cung cấp cái này, cung cấp cái kia, rồi là kết nối với khách hàng, dùng cơ sở dữ liệu đó, hồi nãy đứa nào dùng cơ sở dữ liệu đó để mà gọi là CRM, đúng không? Customization, nó để theo theo dõi khách hàng và tăng cái sợi dây liên kết giữa doanh nghiệp và khách hàng lên, để mà tăng cái lòng trung thành lên, vân vân, rất là nhiều cách. Rồi ví dụ như làm thế nào để mà chúng ta tăng được cái sự nhận biết thương hiệu lên thông qua nhiều yếu tố, đúng không? Ví dụ như là đặt một cái tên sao cho người ta dễ nhớ nè, vẽ ra cái logo sao cho nó bắt mắt nè, rồi nó thể hiện được rất nhiều các cái yếu tố mà chúng ta muốn truyền tải trong đó. Rồi là hệ thống nhận diện thương hiệu thông qua gì, bảng hiệu, rồi là các cái yếu tố trưng bày tại điểm bán nè, rồi xếp đặt hàng hóa nè, rồi bao bì sản phẩm nè, màu sắc nè, đồng phục của nhân viên, rồi là quảng cáo, vân vân, rất là nhiều các yếu tố để mà tăng cái sự nhận biết thương hiệu khách hàng lên. Đó, như vậy thì một lần nữa cô nghĩ là các bạn cũng đã nắm được cái chương giá trị thương hiệu này. Mục tiêu của chúng ta là nhận biết được các yếu tố cấu thành cái giá trị thương hiệu và làm thế nào để tăng được cái giá trị thương hiệu đó lên, đúng không? Chứ còn không phải là chúng ta học làm thế nào để tính được cái giá đó. Nếu mà học để tính được cái giá đó thì dễ lắm, đúng không? Tìm tài liệu xong rồi coi thử coi là người ta tính theo những cái phương pháp nào, xong rồi bây giờ phải đi tìm cái dữ liệu liên quan để mà ráp vô công thức đó tính cho nó ra thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng là làm thế nào để mà cái giá của chúng ta nó bự thù lù lên, thì chúng ta phải biết được những cái yếu tố cấu thành này, và chúng ta làm cho những cái yếu tố này nó tăng lên. Và một cái khó đó là tất cả những yếu tố này nó rất là vô hình, chỉ có một cái yếu tố nó gọi là có thể tính được, tức là trong cái giá trị thương hiệu đó, tất nhiên người ta phải vào trong đó một cái gọi là tài sản hữu hình. Tài sản hữu hình phải có ví dụ như cô bán nguyên công ty cho các bạn á, thì nhà đất, hoặc là ví dụ như là các cái cửa hàng, cơ sở phân phối, kho bãi, hệ thống máy móc thiết bị gì đó vân vân, thì cô cũng phải tính vô, cô bán luôn cho các bạn chứ, đúng không? Nhưng mà nó chỉ là một phần, và một phần rất 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 là nhỏ thôi.
Nếu như chúng ta làm thương hiệu mà chúng ta khi chúng ta bán đi cái thương hiệu đó mà tính ra cái tiền về cái tài sản vật chất của chúng ta nó to hơn cái yếu tố vô hình thì thất bại mất rồi, đúng không? Nó thất bại mất tiêu rồi, cho nên là chúng ta phải cố gắng để mà làm cho giá trị thương hiệu của chúng ta nó phải lớn hơn, và nó phải lớn hơn rất là nhiều so với tài sản hữu hình. Thì các bạn thấy trong tình huống phở 24 thì khi mà các bạn đọc cái đoạn đầu á, đúng không? Cái hai cái trang đầu tiên á, thì các bạn sẽ thấy được là tìm được cái nội dung mà chương các bạn vừa học, tức là đặc tính của cái thương hiệu phở 24 này là cái gì. Thì bây giờ cô hỏi về cái đặc tính thương hiệu này nữa, mà để tìm ra được cái đặc tính thương hiệu này mà nó thể hiện qua những cái yếu tố nào đó thì các nhóm các bạn phải tự làm, đúng chưa? Sẽ có bài tập cho các bạn làm. Và liên quan tới cái chương về giá trị thương hiệu này á, thì như cô hồi nãy cô cũng nói với các bạn đó, vì sao người ta lại có những cái góc nhìn khác nhau á. Thì sẵn ở đây thì nói tới cái thương hiệu phở 24 này luôn nè, thì các bạn thấy là bí mật thương vụ thâu tóm phở 24, các bạn biết gọi vì sao ở đây người ta đặt một cái tên là bí mật thương vụ thâu tóm phở 24 không? Tại vì thật ra bán không ai mà gọi là ở rủ nhau vô trong này nói nhỏ nhỏ nhau nghe rồi bán, không phải vậy các bạn. Nhưng mà bởi vì cái thương vụ này á, nó gây ra rất là nhiều những cái tranh cãi xung quanh đó, và người ta cho rằng là có một cái sự gì đó mờ ám, hoặc là không minh bạch, hoặc là một cái sự ngờ nghệt gì đó ở trong này thì mới xảy ra cái vấn đề như vậy. Thì các bạn biết là thương vụ phở 24 này là khi mà được tạo ra ở Việt Nam á, thì cái người tạo ra đó là Lý Quý Trung. Lý Quý Trung là một người hoạt động về kinh tế, và ổng cũng là một cái người chuyên bên bên marketing đó các bạn ha, về kinh tế đó, và ổng cũng có xuất bản một số những cái quyển sách về về kinh doanh, về marketing. Và tại sao cô muốn đưa cái thương hiệu phở 24 vào đây, mặc dù bây giờ nó không thuộc về Việt Nam của chúng ta nữa và nó cũng rất là xa xưa rồi, nhưng mà lý do cô đưa vào đó là phở 24 là một trong những thương hiệu Việt đầu tiên được xây dựng, và xây dựng theo cái hướng là nhượng quyền thương hiệu và gọi là một cái thương hiệu mà được xây dựng bởi một người mà hiểu rất rõ về thương hiệu, chứ không phải là như cô nói là các cái doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp bảo là xây dựng thương hiệu mà cũng không biết mình đang làm gì. Ông này thì ông rất là rành về những cái vấn đề này, thì và ông gọi là bỏ hết tâm tư tình cảm vô, và ông gọi là đây là cái đứa con tinh thần của ông á, ha, và ông nuôi mộng rất là lớn và rất là kỳ vọng vào cái thương hiệu này, và ông cũng đã nỗ lực rất là nhiều. Và khi mà Lý Quý Trung bán đi cái thương hiệu của mình thì cũng để lại rất là nhiều những cái tiếc nuối, đặc biệt là trong những cái giới gọi là nghiên cứu về thương hiệu tại Việt Nam của chúng ta, bởi vì đó là một cái thương hiệu Việt mà được nuôi nấng, được chắt chiu và được kỳ vọng rất là nhiều và cũng rất là thành công ở trong một cái giai đoạn. Thì các bạn biết là khoảng cỡ năm 2000 2000 2005 gì đó thì là cái thương hiệu phở 24 này nó còn vẫn còn rất là nhiều ở các cái tỉnh thành, rất là nhiều các cái cửa hàng. Tuy nhiên là cuối cùng thì Lý Quý Trung đã quyết định bán đi cái thương hiệu của mình với giá là 20 triệu đô. Thì các bạn biết là khi mà ông bán cái thương hiệu phở 24 này với giá 20 triệu đô thì ông bán cho công ty Việt Thái Quốc tế, tức là cái thương hiệu mà cái người mà sở hữu cái thương hiệu Highland Coffee á, với 20 triệu đô vào tháng 2011 ha. Và cái lúc mà ông Lý Quý Trung ổng xây dựng cái phở 24 này á, thì cái tiền vốn của ổng á, thì các bạn thấy ở đây là người ta ghi có vốn vỏn vẹn là 1 triệu thôi, tức là 1 triệu đồng,
tức là khi mà ông khởi nghiệp xây dựng, các bạn hiểu là khởi nghiệp xây dựng ha, tức là ông đặt cái nền móng làm 1 tỷ đồng, chứ không phải là ông bỏ ra 1 tỷ để ông được 20 triệu đô, không phải các bạn. Tức là ở đây nó cũng hơi làm quá lên chút xíu, tức là gọi là cái vốn gì các bạn, cái vốn điều lệ. Ví dụ như khi mà ông mở công ty ra thì vốn điều lệ là 1 tỷ đó, thì đại khái nôm na vậy. Thì tất nhiên là trong cái quá trình mà ông xây dựng và ông hoạt động thì phải bỏ ra rất nhiều tiền nữa rồi ha, nhưng mà so với cái giá 20 triệu đô mà ông bán đi đó thì rõ ràng là một cái mức giá rất là cao so với cái tiền vốn mà ông bỏ ra. Thì khi mà ông bán 20 triệu đô thì người ta nói là gì? Ui, bán nhận được giá quá rồi ha, bán nhận là ngon rồi, có gì đâu giữ lại, biết cách kinh doanh được không, vân 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 mà vân vân. Nhưng sau đó thì các bạn biết là David Thái á, ổng lại bán đi 50% cổ phần cho Jollibee, à, cho Tony Tân là ông chủ của Jollibee, là người Philippines ha. Và ông bán 50% cổ phần thôi, mà bán tới giá là bao nhiêu các bạn? 25 triệu đô. Tức là giả sử như lúc đó David Thái mà bán đi cả một cái thương hiệu như vậy thì cái giao dịch là 50 triệu đô, chứ không phải là 20 triệu đô nữa. À, và bây giờ thì người ta sẽ quay ngược lại, người ta nói là trời ơi, bán hớ rồi, xây dựng thương hiệu cho đã xong rồi bán lô, bán hớ rồi đúng không, hớ tới 2,5 lần luôn rồi. Tại vì vì là gì các bạn, tại vì David Thái bán 50% cổ phần thôi mà đã 25 triệu đô rồi đó. Cho nên là rất là nhiều nhiều lời bàn ra tán vào, là nói lại như thế này như thế kia rồi vân 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 vân, và cả ba bên này đều im lặng không nói gì hết trơn trong thời điểm đó. Cho nên người ta mới mới gọi là cái thương vụ bí mật ha, tức là có những cái thắc mắc ở trong đó, những cái người ở trong ngành hay những cái người quan tâm tới thương hiệu vân vân, người ta cảm thấy có cái gì đó sai sai. Một là Lý Quý Trung mới là định giá sai, hai là những cái người kia là có bí mật gì đó, hoặc là mấy người này nói xạo, không có nói đúng giá vân 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 và vân vân. Thì các bạn thấy là đó là lý do vì sao mà người ta nói là một cái bí mật. Thì các bạn biết là Lý Quý Trung sau đó thì ổng thay cho cái lời giải thích của mình thì ổng có viết một cái quyển sách mang một cái tên đó là Bầu Trời Không Chỉ Có Màu Xanh. Và nguyên cả quyển sách này ổng nói gì các bạn, ổng nói về cái quá trình mà ổng xây dựng cái tâm huyết của ổng từ đầu tới cuối, khi mà ổng xây dựng nên cái thương hiệu phở 24 này, những cái khó khăn, những cái kinh nghiệm, những điều mà ổng gặp phải trong quá trình ổng xây dựng phở 24 này, cũng như những cái kỳ vọng của ổng, đó là ổng phải đưa được cái thương hiệu phở của Việt Nam mình ra thế giới dưới dưới gì các bạn, dưới một cách đó là nhượng quyền thương hiệu, tức là nó phải có mang một, ví dụ như Coca-Cola chẳng hạn, tức là nước giải khát nhưng mà nó là một cái thương hiệu nó lan tỏa khắp thế giới. Thì các bạn biết phở ha, phở là một cái món mà rất là đặc trưng của người Việt Nam mình, và người nước ngoài họ cực kỳ thích cái vị phở này ha các bạn ha. Có nhiều người tới Việt Nam mình chỉ nói đặc trưng của Việt Nam, tôi chỉ nhớ tới phở không nhớ tới gì nữa hết. Cho nên là ông cũng muốn đưa cái thương hiệu phở của Việt Nam mình dưới cái tên là phở 24 ra nước ngoài để ai cũng biết ha. Tuy nhiên là các bạn thấy là cuối cùng thì ổng cũng phải đứt ruột để bán đi. Thì các bạn thấy là cái lý sau này người ta phân tích, người ta mới thấy cái lý do mà vì sao mà Lý Quý Trung định giá 20 triệu đô. Bởi vì ổng thấy như vậy á, ở dưới cái góc độ kinh, như cô nói với các bạn, dưới cái góc độ kinh doanh của ổng, nếu như ổng giữ cái thương hiệu này lại đó thì sao, thì có thể cái giá trị của nó rớt về âm luôn. Bởi vì cái giai đoạn mà có cái dấu hiệu đi xuống của cái thương hiệu phở 24 này, kinh doanh không được nè, rồi chi phí duy trì quá cao nè, rồi nó rơi vào rất là nhiều các cái yếu tố khác, bởi vì những cái yếu tố khác này nó liên quan tới cái đặc tính thương hiệu, nhưng phần đó các bạn chưa làm, cho nên để dành nó nói sau cái đã. Tôi nói cái nó lộ ra mất tiêu quá, nó không còn là bí mật nữa nha. Thì cái đó gác lại sau, nhưng mà rất là nhiều yếu tố, và nếu như ông giữ lại đó thì có thể cái thương hiệu này càng ngày càng mất đi cái giá trị. À, cho nên ông đã quyết định ông bán vào cái thời điểm đó, và ông định giá với cái góc độ của ông là chừng đó. Nhưng mà các bạn thấy là chúng ta thấy Tony Tân,
tức là cái ông chủ của Jollibee đó, thì ổng lại định giá rất là cao cho cái thương hiệu này, mua lại sang tay từ từ David Thái. À, thì các bạn biết Jollibee là một cái tập đoàn về cái về 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 thức ăn nhanh, và nó có cái mạng lưới cả cái châu Á mình luôn rồi, đúng không? Và các bạn thấy có cái mạng lưới của cả châu Á như vậy đó, thì bây giờ mình đưa cái thương hiệu phở 24 này vào để mà kinh doanh, nó có lợi không? Cực kỳ có lợi luôn chứ. Bây giờ hệ thống mạng lưới phân phối của mình ở khắp các nước đều có rồi, bây giờ mình chỉ cần đẩy thêm một cái thương hiệu phở 24 này, bây giờ các bạn qua bên Philippines, qua các nước khác ở châu Á mình, các bạn thấy cái mô hình đó, tức là ở Việt Nam của mình nó thì phở đầy ra rồi thì nó không đưa vào nữa tại vì không cạnh tranh được đâu nha. Nhưng mà ở những nước khác thì sao các bạn? Một bên là Jollibee, một bên là phở, tức là nó hỗ trợ cho nhau và nó trở thành một cái món ăn bán ở tại đó luôn, không cần phải phải có thêm nhân nhân sự, cũng không cần phải có thêm cửa hàng, không cần phải có thêm quản lý, không cần có gì thêm cả. Tức là họ có một cái chuỗi fast food rồi, có mặt khắp châu Á rồi, cho nên là khi mua cái thương hiệu này về thì rất là dễ dàng để mở rộng. Ví dụ như là mở phở 24 bên cạnh cái quán Jollibee đã có chẳng hạn, nhưng rõ ràng là vẫn quản lý rất là tốt ha. Và cái món này thì quá tuyệt vời rồi, cho nên là tại vì Lý Quý Trung khi mà xây dựng về cái thương hiệu phở 24 này, khi các bạn đọc thì các bạn cũng thấy là nó là một cái món phở rất là truyền thống chứ không phải là nấu đại, đúng không? Cho nên là nó vẫn có cái dấu ấn riêng của nó, cho nên là kinh doanh rất rất là tốt khi mà đưa vào ở trong cái Jollibee. À, thì các bạn thấy là đó, giá trị thương hiệu một lần nữa chúng ta thấy nó là một cái giá trị rất là vô hình, và khi mà định giá thì chúng ta thấy là dựa vào cái ước lượng của những cái người kinh doanh. À, dựa vào ước lượng của những người kinh doanh đó, mình có thể khai thác được cái gì ở nó thì mình định giá nó cao, còn nếu mình không khai thác được cái gì ở nó nữa thì mình có thể định giá thấp hơn đó. Thì các bạn thấy nó lạ kỳ vậy đó. Được chưa? À, và các bạn thấy là phần lớn các thương hiệu mà có giá trị lớn nó thuộc Mỹ, tức là cái nơi sinh ra của nó là Mỹ, và nó đã được khai thác và xây dựng trong rất nhiều năm, sau đó nó bành trướng ra cả thế giới. Cho nên các bạn thấy là cái thung lũng Silicon ở tại Mỹ là một cái nôi, không những là nó chấp cánh, nó nuôi dưỡng các cái ý tưởng kinh doanh nữa, mà nó còn là nó truyền cái ý thức xây dựng thương hiệu rất là lớn cho cộng đồng người kinh doanh. Ở Việt Nam của mình thì các bạn thấy là cái ý thức và cái quan điểm về việc xây dựng và khai thác thương hiệu này thực sự mà nói không phải là chúng ta nói chê trách gì thôi, nhưng mà nó rất là kém và rất là thấp. Thế các bạn thấy bây giờ tính xem cái thương hiệu thì Việt Nam mình có vài thương hiệu mạnh được, đúng không? Có vài thương hiệu mạnh thôi, trong khi Việt Nam của chúng ta bao nhiêu triệu người, bao nhiêu doanh nghiệp, đúng không các bạn? Và lịch sử phát triển của Việt Nam mình cũng dài dằng dặc chứ đâu phải ít đâu. À, rồi những cái lợi thế về sản xuất, về công nghiệp, về nông nghiệp, về các cái nguồn gọi là những cái nguồn vật tư, nguồn nguyên liệu để mà chúng ta có thể xây dựng thương hiệu. Ví dụ các bạn thấy là vải thiều, trời ơi, nó có 1 tỷ năm về trước rồi, bắt đầu những năm gần đây, 1 2 năm gần đây mới bắt đầu các bạn gì xây dựng thương hiệu cho vải thiều, rồi bắt đầu xuất ra nước ngoài với cái thương hiệu là vải thiều gì gì đó. À, chúng ta có rất 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 là nhiều những cái sản phẩm khác nhau, nhưng mà không có chú trọng xây dựng cái thương hiệu và không có ý thức đó, cho nên là chúng ta bỏ phí rất là nhiều các cái giá trị, thậm chí là còn bị mấy cái đứa nước ngoài nó chôn thương hiệu của mình nữa. Mình không có lo mình đi đăng ký ha, cái nó lấy cái tên nó đăng ký cho sản phẩm của nó, thì có phải là bây giờ các bạn bán ở trong nước thì các bạn có thể đăng ký độc quyền được ở trong nước của mình thôi, nếu như nó chưa đăng ký độc quyền ở nước mình luôn á. À, chứ nếu như nó đăng ký độc quyền ở nước mình là mình cũng không thể đăng ký độc quyền được. Cô lấy ví dụ cụ thể như thương hiệu cà phê Buôn Mê Thuột, do một cái công ty ở tại Trung Quốc nó đã đăng ký độc quyền tại thị trường Trung Quốc rồi, vậy thì bây giờ nếu như mình có cái chữ Buôn Mê Thuột trên cái gói cà phê mình bán qua thị trường Trung Quốc là gì các bạn? Bị sao? Vi phạm bản quyền rồi, đúng chưa? Chỉ bán ở Việt Nam thôi, mà lỡ như cái công ty đó đó mà nó đăng ký độc quyền tại thị trường Việt Nam nữa thì sao? Khi nó oán sản phẩm qua thì mình cũng không thể nào để chữ Buôn Mê Thuột bán chính ở nước của mình nữa, thì có kinh khủng không? Đúng không ạ? Cho nên là thật sự những người làm kinh doanh và thậm chí là những cái cấp quản lý về kinh tế, về thương mại ở Việt Nam cũng phải có một cái sự quan tâm, một cái tầm nhìn trong cái việc là xây dựng thương hiệu, không những xây dựng mà gì các bạn,
bảo vệ những cái thương hiệu ha, những cái chồi, thậm chí là những cái tiềm năng, những cái cơ hội mà có từ trước tới giờ rồi, chứ không phải giờ mới có nữa, nhưng mà phải bảo vệ nó, phải nhanh nhạy, phải phát hiện, phải bảo vệ nó, phải đi đăng ký đi, đừng có để cho người ta nhanh tay người ta làm những cái điều đó. Thì các bạn biết từ Bắc tới Nam, đúng không, rất nhiều các cái địa phương có những cái sản phẩm mà nó rất là đặc trưng và rất là nổi tiếng ở trong nước, nhưng mà có bao nhiêu cái đã được đăng ký, đúng không, và đã được xây dựng thương hiệu, ít lắm luôn. Đó là cái vấn đề về 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 quản trị thương hiệu cũng như là tạo dựng những cái giá trị thương hiệu. Và khi tạo dựng được giá trị thương hiệu thì rõ ràng là lợi ích nó mang lại là cực kỳ cao luôn á ha. Ok rồi, đó là cái phần mà nói chung là cô nói thêm về cái giá trị thương hiệu để cho các bạn hiểu ha. Và ngày hôm sau thì nhóm 1 sẽ tiếp tục trình bày lại một lần nữa về cái cơ sở lý thuyết. Thì cô nghĩ là sau khi cô đã định hướng cho các bạn và phân tích cho các bạn các cái cách tiếp cận và vì sao mình lại tiếp cận ở cái góc độ đó, thì khi mà các bạn nghe nhóm 1 trình bày thì một lần nữa các bạn sẽ nắm được một cách chắc chắn hơn cái kiến thức thuộc về cái chương quản trị thương giá trị thương hiệu này. Thì bây giờ cũng đã gần hết giờ rồi, cho nên là chúng ta sẽ dừng lại ở đây và nhóm 1 thì chuyển sang buổi ngày hôm sau mới thuyết trình ha. Và các nhóm hoặc là các bạn thì cũng như là cái lúc nãy cô nói đó, trong cái tình huống phở 24 á, thì mình đã nói tới cái giá trị rồi, giá trị thương hiệu rồi, thì còn một cái phần nữa cũng liên, cái phần đặc tính thương hiệu cũng rất là quan trọng, cho nên là các bạn có thể là nếu như tiện thì các bạn có thể họp nhóm lại trên Zalo gì đó ha, họp nhóm lại đi, hôm bữa làm cá nhân rồi bây giờ các bạn họp nhóm lại đi, tại vì cái này thì nó cũng không có rõ ràng giống cái tình huống ETJ mà các bạn phải đọc ha, các bạn phải đọc và các bạn phải phân tích và các bạn phải nhận ra được cái đặc tính thương hiệu của nó là gì. Cho nên cái bài tập của các bạn làm theo nhóm không cần phải nộp, các bạn thảo luận để bữa sau các bạn trả lời thôi. Đó là tìm ra được cái đặc tính của thương hiệu phở 24 và gọi là cái ứng dụng của thương hiệu phở 24 này, gọi là người ta triển khai cái đặc tính này như thế nào trong quá trình kinh doanh đó, giống như cái trường hợp của ETJ đó, là hai câu hỏi nó giống như vậy và các bạn sẽ về tìm. Và cái câu hỏi thứ ba nữa là cái cách mà thể hiện cái đặc tính này ra của phở 24 có gì sai hay là không, được không ạ? Chúng ta sẽ có ba câu hỏi trong cái tình huống phở 24 này và các bạn sẽ thảo luận nhóm, đúng không? Cô sẽ ghi đi này ha, tìm nè, đặc tính này, thương hiệu này, rồi là các cái yếu tố thể hiện cái đặc tính này và những cái điểm mà có thể là không phù hợp khi mà chúng ta thể hiện đặc tính này khi trong quá trình kinh doanh. Đó. Câu hỏi này các bạn nha, các bạn nốt lại giùm cô nha, các bạn chụp lại hay là các bạn ghi lại gì đó để mà các nhóm thảo luận có không thôi quên ha. Rồi như vậy thì đó là cái bài tập để các bạn thảo luận nhóm vào buổi ngày hôm nay, và tuần sau thì nhóm 1 sẽ tiếp tục thuyết trình lại cái phần lý thuyết để chúng ta một lần nữa nắm rõ hơn ha các bạn ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học ở đây và ra điểm danh nha. Cô sẽ xét điểm danh vào lúc 4:30 tới 4:30 tới 4:40. Các bạn có câu hỏi gì không thì các bạn sẽ hỏi nha. Im lặng thật đáng sợ. Rồi cô với thêm vào một cái phiên điểm danh cho các bạn nha.
À, rồi nếu như mà không có câu hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Chào tạm biệt các bạn ha. Nhớ về đọc và làm cái đó nha. Bye. Rồi chào các bạn. May có đứa chào cô thì cô mới biết được nãy giờ nó vẫn còn đang lắng nghe. Nhưng thôi nó ngủ hết rồi như đâu hết rồi.